Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình video clip này vừa là giới thiệu sản phẩm, vừa để chia sẻ với các bác và anh em quá trình em DIY, tức là em hàn một bộ dây tín hiệu cao đông đực cá như thế nào. Thì xin mời các bác và anh em cùng theo dõi chi tiết nhé. Trước tiên về cái mẫu dây tín hiệu, anh em xem cho em này. Dây tín hiệu này em sử dụng là dây tín hiệu của Nhật, Proteria. Dòng dây rất chất lượng và giá thì rất hợp lý. Đầu rắc ở đây là đầu rắc ca long bình cái này, quý vị cùng xem bản rắc kim cương nhé. Thiết kế bên ngoài anh em nhìn giống những cái mặt cắt kim cương rất đẹp. Đây được gọi là rắc ca long bực này, là rắc có ba cái chấu bên trong, còn là rắc ca long cái thì em thấy nó sẽ có ba cái lỗ như này. Đấy, đây được gọi là rắc ca long cái, và nó có cái còi bấm như này để phân biệt giữa đực và cái anh em nhé. Anh em chú ý cho em, đây là một cái vị trí để chúng ta là cố định cái rắc này lại. Đấy, cái cắm vào nó sẽ ăn lại với nhau, tách một cái đây chưa. Đấy. Và khi rút ra thì cứ thế không rút được, chúng ta cần phải bóp còi rút ra cái điểm chốt, cái khóa chốt này này, chúng ta bóp này. Và ở cái rắc này nó cũng có khoét một cái điểm khuyết ở đây, anh em nhìn này, không rút được. Còn một số rắc nó sẽ thiết kế một cắt hở luôn đây, ví dụ như cái này hở luôn ở đây khi chúng ta cắm rắc vào này. Đấy, nó sẽ chốt vào cái điểm này. Đấy. Còn một số rắc nó thiết kế tinh tế hơn, nó không để cắt luôn một cái lỗ mà nó sẽ thiết kế một cái cắt một khuyết ở đây anh em nhìn. Đặc điểm ở trên rắc ca long mà đều đánh số thứ tự, những cái điểm nó có ba chấu này, 1, 2 và 3, quý vị có nhìn thấy cái số thứ tự đúng không ạ? Tương tự như vậy ở rắc đực cũng thế, cũng được đánh số anh em nhìn ở bên trong. Để em lấy ra cho anh em dễ quan sát nhé. Trước khi mình đi vào hàn, hàn thì rất đơn giản thôi, thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cái đầu rắc cho anh em. Để quý vị thấy số này, 1 này, chân 1 này, chân 3 này, chân 2 này, đúng chưa? Chân ca long một cái cũng thế, thì tháo ra quý vị xem. Đây nó sẽ có một cái để nó hãm dây, nó sẽ chốt cái dây lại cho chắc chắn này. Ngoài ba chân thì có một cái chân tiếp mát vỏ nữa anh em nhé, vỏ thiết bị. Điểm này tức là ngoài ba chân 1 2 3 ra có một chân tiếp mát vỏ nữa ở đây. Tí mình sẽ hàn cái này rất là quan trọng anh em nhé. Đặc biệt là bộ dàn âm thanh của chúng ta nên đấu tiếp đất, âm thanh rất là êm. Một số dây tín hiệu thì nó sẽ có chiều mũi tên, anh em chú ý cho em nhé. Dây này thì không có chiều mũi tên, nhưng một số dây nó sẽ có chiều mũi tên. Chúng ta sẽ kết nối theo chiều mũi tên tín hiệu từ ca long cái sang ca long đực, anh em lưu ý cho em nhé, cái sang đực nếu như có chiều mũi tên, còn không thì chúng ta đấu như bình thường. Đây là đầu đực, chúng ta xoáy ra. Anh em trước tiên anh em cho cái vỏ này vào cho em này, cho cái kẹp này vào này. Còn để cẩn thận hơn một bước nữa anh em, nếu một đoạn co nhiệt anh em cho vào, không có cũng được nhé, tùy vào cái rắc ca lông của anh em. Nhưng thông thường thì anh em sẽ cắt cho em khoảng tầm 2 cm, tách cái đầu ra. Quan trọng là những cái bước mình chuẩn bị dây này, sau đó còn hàn thì rất đơn giản thôi, quý vị quan sát cho em. Được chưa? Thì cấu tạo của cái dây tín hiệu sẽ có một cái phần lưới chống nhiễu này, tiếp đến là bên trong nó sẽ có cái lõi dẫn, dây hai lõi thì anh em có thể hàn được ca lông. Hai là đây là dây 4 lõi dẫn, như quý vị nhìn quan sát ở đây sẽ là 4 lõi dẫn. Thực tế 4 lõi dẫn cũng như dây hai lõi thôi, anh em chỉ cần hai lõi thôi, anh em chập hai lõi thành một và còn lại là lưới chống nhiễu anh em sẽ là tiếp âm. Nhưng đặc biệt trường hợp này nhá, anh em chia cái lưới chống nhiễu ra cho em làm hai phần, chia đôi ra để làm gì thì tẹo nữa, các bạn anh em theo dõi sẽ thấy sẽ có công dụng của nó. Không phải cái dây nào nó cũng có thể là chia được thành hai cái phần lửa như này, vì là có một số dây tín hiệu cái lưới chống nhiễu của nó rất là mỏng, rất là nhỏ. Dây này của em nó xịn, nó lưới chống nhiễu của nó dày, nên là em có thể chia đôi ra được. Quý vị nhìn cái lõi đồng mạ bạc này, bây giờ quý vị chấm thiếc vào 4 cái vị trí này cho em. Mình mồi thiếc vào những cái lưới này để cho cái lưới nó tua rua ra. Rắc ca long đực của anh em đây. Đấy, quý vị sẽ thấy nhá, nó sẽ có 3 chân này, 1 2 3. Như vậy thì sẽ quy ước ấy, chân số 2 sẽ là chân hàn vào dây đỏ, chân số 3 đấy, sẽ hàn vào dây trắng, và chân số 1 anh em hàn vào lưới chống nhiễu cho em nhé. Và đây còn có một cái còi nữa, đây là cái chỗ này này, chỗ này là cái tiếp mát vỏ này em nhớ nhé. Thường thì chỉ cần hàn 3 chân thôi, nhưng mà khi anh em hàn 4 chân này tín hiệu rất là chuẩn, và đặc biệt là dàn âm thanh của em có lối đất rất là êm nhé. Chân số 2 màu đỏ này, chân số 3 này màu trắng này, và chân số 1 anh em hàn cái lưới chống nhiễu vào đấy, một cái lưới chống nhiễu hàn vào chân số 1 này. Thông thường anh em chỉ cần hàn này dây dương này và chân số 2 này,
dây âm và chân số 3 và lưới chống nhiễu và chân số 1 là xong rồi. Thế nhưng còn một cái bước nữa, đó là anh em hàn thêm cho em. Đây gọi là cái chân tiếp mắt vỏ hay là tiếp mắt sườn đấy. Anh em hàn vào. Nếu như cái lưới chống nhiễu của anh em nó không dày, nó không đủ để chia làm hai phần, thì anh em đơn giản, anh em hàn xong anh em lấy một cái đoạn dây, em ví dụ như lấy một đoạn dây đồng, anh em nối vắt từ chân số 1 sang cái mắt sườn này. Rất đảm bảo cho anh em. Còn ở đây vì là dây của em là nó lưới chống nhiễu của nó rất là dày, em chỉ việc chia đôi cái lưới chống nhiễu sang. Anh em quan sát này, kể cả cái mối hàn rất là đẹp nhá, rất là bóng và đẹp. Xong một đầu nhá, cái này mình chưa lắp vào vội. Ở đây là em đang hàn một bộ dây ca đông bực cái dài 2 mét cho một anh khách. Vì là dây ca đông bực cái, anh em hoàn toàn có thể đấu dây dài 2 mét, 3 mét đều được. Vì là nó truyền tín hiệu dạng cân bằng nhé, dây ca đông bực cái hay còn gọi là dây truyền tín hiệu balance, khả năng chống nhiễu rất tốt và giảm suy hao so với dây RCA, tức là dây bông sen. Tiếp đến này, một cái đầu cái anh em cũng làm tương tự như vậy. Và đây là giác ca đông cái cũng thế này, anh em cũng đầu tương tự như vậy nhé. 2 này, 3, 1, 2 đây. Và chân đỏ. Rồi, đến đây là anh em đã hàn xong rồi nhé. Anh em chú ý cho em hai cái điểm này. Thứ nhất là anh em hàn đúng chân dương. Hàn dây dương, đỏ và chân số 2. Dây âm và chân số 3. Và lưới chống nhiễu còn tiếp mát và chân số 1. Và ngoài ra, anh em nên đấu cho em cái tiếp mát sườn, tức là chân này. Thực tế cái chân này này, anh em thấy khi mà anh em đấu vào này, đấu vào thiết bị ấy, phần còi này, và cái phần này sẽ tiếp xúc với phần vỏ của thiết bị. Và khi mà anh em đấu tiếp địa, như em đã nhắc lại là âm thanh rất của nó rất là êm nhá. Và để kiểm tra xem là đã ổn hay chưa, anh em chỉ cần cắm vào. Nếu như anh em không có đồng hồ đo, bọn em làm xong là sẽ phải đo thông mạch. Anh em không có đồng hồ đo, anh em cắm vào với nhau như này. Đây, cắm vào. Chỉ anh em quan sát ở đây. Đây. Đen trắng này, thông với đen trắng này, thông với nhau. Xanh đỏ, thông với xanh đỏ. Đấy. Lưới chống nhiễu thông với lưới chống nhiễu và còi thông với còi. Đây là cái mà trong trường hợp anh em không có đồng hồ đo, còn bình thường khi em có đồng hồ đo chắc chắn em sẽ phải đo chân số 2. Em ví dụ thông với ở chân 2 này, được chưa? Như vậy chân số 3 thông với ở chân 3 này. Chân số 1 này thông với chân số 1 này. Và ba chân này nó không có thông nhau. Anh em xóa chặt lại. Đây xong một sợi. Sợi còn lại anh em làm tương tự như vậy. Và đây là thành phẩm của chúng ta đây. Một cặp ca lông đực cái. Dây bã nhật Proteria được DIY đầu rắc cao cấp kim cương tại Equipment 1. Một cặp này có giá là 250.000 đồng một cặp, miễn phí giao hàng toàn quốc, chiều dài tiêu chuẩn 1 mét các bác và anh em nhé. Anh nhắc lại là dây dòng dây này dây tín hiệu bãi nhật, đồng mạ bạc bản 4 lõi dẫn, có chống nhiễu. Đấy, và chi tiết về cả đầu rắc và lõi dây thì em có tách anh em cùng theo dõi từ đầu đến cuối rồi. Dây cho âm thanh rất là hay và chi tiết đều ba dài, và đặc biệt là không sôi sạn khi anh em kết nối vào bộ dàn. Các bác và anh em yêu thích dòng dây tín hiệu này thì vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình. Và đặc biệt anh em thấy video này hay và hữu ích, đừng quên ấn like và chia sẻ video này. Xin chào và hẹn gặp lại.